Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian trở về thế kỷ 19 để tìm hiểu về cuộc chiến Crimea. Thú thật là tôi biết rất ít về cuộc chiến này, chỉ nhớ mang máng hình ảnh những người lính cưỡi ngựa xung trận. Không biết anh Bảo Nam, chuyên gia lịch sử quân sự của chúng ta có thể chia sẻ thêm về bối cảnh lịch sử của cuộc chiến này không ạ? Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Ngọc Mai nói đúng, hình ảnh kỵ binh sung trận là một phần của cuộc chiến, nhưng câu chuyện đằng sau nó còn thú vị hơn nhiều. Bạn có tưởng tượng được một cuộc chiến tranh lại bắt đầu từ một tranh chấp tôn giáo không? Thật sao? Tranh chấp tôn giáo? Tôi cứ nghĩ chiến tranh thường nổ ra vì tranh giành lãnh thổ hoặc tài nguyên chứ. Đúng vậy, nhưng trong trường hợp của cuộc chiến Crimea thì khác. Nó bắt đầu bằng việc Nga và Pháp tranh giành quyền bảo hộ cộng đồng Kitô giáo ở đế quốc Ottoman đặc biệt là tại vùng đất thánh. Nga theo chính thống giáo, còn Pháp theo Công giáo và cả hai đều muốn thể hiện ảnh hưởng của mình. Điều này thú vị quá. Vậy thì từ tranh chấp tôn giáo làm sao lại dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy? Câu chuyện bắt đầu khi Pháp gửi một chiến hạm mạnh nhất của họ đến Biển Đen để bảo vệ yêu sách của mình. Hành động này cùng với các yếu tố ngoại giao và tài chính đã khiến Ottoman nghiêng về phía Pháp. Nga cảm thấy bị đe dọa đã phản ứng bằng cách xâm lược các vùng đất của Ottoman và đánh chìm hạm đội Ottoman. Hành động này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Anh và Pháp lo sợ Nga sẽ kiểm soát biển đen, đe dọa tuyến đường thương mại của họ đến Ấn Độ. À, ra là vậy, tôi hiểu rồi. Vậy là anh và Pháp tham chiến để bảo vệ lợi ích thương mại của mình. Chính xác. Sau một vài nỗ lực ngoại giao bất thành, anh và Pháp quyết định tuyên chiến với Nga vào tháng 3 năm 1854. Một năm sau, Vương quốc Sardinia-Piedmont, tiền thân của nước Ý ngày nay, cũng tham gia liên minh chống Nga. Wow, một cuộc chiến với nhiều bên tham gia như vậy hẳn là rất khốc liệt. Tôi đoán là anh và đồng minh đã giành chiến thắng dễ dàng nhờ sức mạnh quân sự vượt trội. Không hẳn đâu Ngọc Mai. Mặc dù cuối cùng anh và đồng minh đã chiến thắng vào năm 1856, nhưng cuộc chiến này lại được lên kế hoạch và triển khai rất tệ. Bạn có tin là hạm đội Anh và Pháp xuất phát mà chưa chuẩn bị kỹ càng, đến mức các chỉ huy còn chưa quyết định sẽ tấn công khu vực nào trên biển đen không? Thật không thể tin được. Vậy là ngay từ đầu đã có những sai lầm nghiêm trọng trong việc chuẩn bị cho cuộc chiến. Đúng vậy và những sai lầm này tiếp tục đeo bám họ khi cuộc chiến diễn ra ở Crimea. Ví dụ như trong trận Balaclava, kỵ binh Anh đã tấn công trực diện vào pháo binh Nga, dẫn đến tổn thất nặng nề. Chưa kể đến việc chăm sóc y tế cho thương binh cũng rất kém, khiến số binh lính chết vì bệnh tật nhiều gấp 4 lần số người chết trận. Thật đau lòng khi nghe những câu chuyện như vậy. Vậy cuối cùng, anh và đồng minh đã làm thế nào để giành chiến thắng? Họ phải thực hiện một cuộc bao vây kéo dài một năm trời mới chiếm được căn cứ hải quân của Nga tại Sebastopol. Các nhà sử học cho rằng nguyên nhân chính của những sai lầm trong cuộc chiến này là do Anh và Pháp thiếu kế hoạch chiến lược rõ ràng, cả về ngoại giao lẫn quân sự. Qua câu chuyện của anh Bảo Nam, tôi thấy cuộc chiến Crimea tuy đã diễn ra từ rất lâu, nhưng vẫn còn mang nhiều bài học quý giá cho đến ngày nay. Cảm ơn anh đã chia sẻ những thông tin bổ ích và thú vị này. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe khám phá lịch sử. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả. Hẹn gặp lại các bạn.